nồi Hoàng Ngọc mà trong một cái nồi nấu được 7 món. Tất cả những gia vị thịt này đều là ướp hành với mắm muối này, sườn này, ướp hành mắm muối, cá, ướp hành cùng với mướp đắng nồi thịt. Bước đầu mình sẽ nấu cho món đầu tiên là canh sườn nấu củ cải. Mình cho nước vào đầu tiên này, sau đó mình cho sườn khi đã ướp rồi. Mình cho thêm một ít, mình cho sườn vào rồi này. Đây là khoai tây ạ. Khoai tây. Mọi người khoai tây này. Củ. Củ cải. Một hai củ cải trắng. Ok. Cà rốt. Mình cho mấy lát cà rốt vào cho nó đẹp. Sau đó mình đặt tấm cách thủy. Ta lấy coi như là mình có cơm nhá. Đây là gạo và nước này. Bốn xung quanh mình sẽ cho cá mình đã ướp. Cá ướp gia vị đầy đủ. Ướp xì dầu. Và cả các gia vị khác. Mình sẽ đặt vào một góc để khi hấp cho món nào xong đấy. Thứ hai. Ba món rồi đúng không? Đây là món này là món thứ ba. Món thứ nhất là canh này, món thứ hai là cơm này, món thứ ba là cá. Cá đầu rồi. Món thứ ba là thịt này. Thịt ướp mắm ạ. Ướp mắm. Để vào đây này. Món thứ tư là cá hấp xì dầu này. Cà chua và mướp đắng nồi thịt. Mình đã nhồi sẵn. Hai miếng mức táo này và rau củ quả. Rau củ quả hấp. Mình có thể để lại bí ngô, củ khoai này.
tất cả món món hấp này mình đã tặng những cái món nó trong chín ra trước và mình chờ thêm được khoảng 10 phút nữa để cho cơm và món ăn này đầy đủ. Sau 30 phút chúng ta sẽ đã có món hoàn thành của nồi hoàng hậu. Wow. Chúng ta có 7 món. Wow. Đó là có cơm này. Nhiều vậy. Cá nước ướp xì dầu này. Rất là thay, rất là nóng. Nóng thế. Cá hấp xì dầu. Đây là thịt dọi ướp mắm. Thịt dọi ướp mắm. Hay nhỉ. Đây là các củ hấp nó còn nguyên màu sắc này. Sau 30 phút chúng ta đã hoàn thành một cái nồi mà chúng ta có thể nấu trong 7 món trong một lúc. Chúng ta bỏ. Mời mọi người. Cánh khoai. Cánh khoai. Mình múc cho bát. Đây có bát đây rồi bạn. Khi mình nấu nồi này là mình để nhiệt độ 800 trên 2000 V. Điện, lượng điện dùng cũng rất là ít. Rất thơm và ngon. Thơm quá. Còn nguyên chất trong đó không, mình không cho mì chính hoặc bất cứ một cái gia vị gì khác ngoài chút muối đấy ạ. Còn kết thúc đi. Đây là kết thúc của một nồi hoàng hậu. Nồi hoàng hậu đó chỉ trong 30 phút chúng ta có thể là một lúc chúng ta nấu 7 món ăn trong một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Wow, đây là mọi này. Người này, trong đó có canh này, có thịt này, có cá này. Wow. Và các món có cơm này. Này có cả cơm luôn và wow. Chúng ta ăn luôn ạ. Wow. Chương trình nồi hoàng hậu kết thúc ạ.